Hello, xin chào các bạn. Vui mừng các bạn đã trở lại với YouTube channel của mình nha. Channel của mình là Danny Lee USA. Hôm nay thì mình đi chợ trời, dẫn các bạn đi ra ngoài chợ trời cho các bạn tham quan chợ trời nha. Ok. Chỗ này thì bán đủ thứ đồ nghề hết các bạn, đồ nghề sửa nhà, rồi đồ nghề sửa xe, rồi các vật liệu cho đi xăng, rồi các loại. Dài, quần món áo đủ các kiểu các bạn. Mấy người muốn lớn tuổi ở dòng khu này không cái gì làm, sáng thứ bảy chủ nhật cái người ta đi ra đây, người ta đi vòng vòng, người ta coi, đi vòng vòng, người ta mua mấy cái đồ mà đã xài rồi. Lạnh, quần tây, quần jean.
các bạn thấy video của mình hay thú vị thì các bạn cho mình xin một cái like, cho mình một cái subscribe với lại bấm cái chuông để mỗi khi mà mình có làm clip mới ra thì các bạn sẽ được nhận được những cái video mới của mình ra. Cảm ơn các bạn nhiều nha.
Cái chỗ này thì bán đá bào với lại nước trái cây. Mùa hè chỗ này đông lắm. Bà con ta mua ta ăn trái cây rồi nước trái cây rồi đá bào đủ các kiểu. Như video của mình tới đây là cũng hết nha các bạn. Hẹn các bạn gặp lại những cái video kế tiếp của mình nha. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình. Bye bye.